này nữa anh Phong, Đây là một môn học. anh có cái luận điệu này nữa nè, anh coi anh trả lời coi sao. Kêu là bây giờ chống dịch ở Việt Nam á, là ví dụ như là nhắm cái ví dụ như chỗ em ở đây đi, cái huyện Chợ Mới là có bao nhiêu người, rồi cái huyện Châu Phú có bao nhiêu người, rồi cái thành phố Long Xuyên có bao nhiêu người, rồi ví dụ như ở Chợ Mới á, thì có 10.000 dân thì phát cho 100 tỷ, rồi An Phú rồi có 20.000 dân thì phát 500 tỷ, rồi Long Xuyên thì phát cho 1.000 tỷ đó, là lúc đó thì thả ra đó rồi cho người ta đi làm hay là cho người ta ăn uống, thì ta muốn làm gì làm, rồi ai bệnh thì đi đem đi chữa đó. Anh nghe cái luận điệu đó nghe được không, cách chống dịch của Lê Minh Thể? Thì cứ nhìn nhìn cái nước Mỹ với mắt nước tư bản mà học, đúng không? Đâu phải tự nhiên mà nước Mỹ đang là bá chủ thế giới về về dịch bệnh, về người chết đó. Tư duy đó, đó tư duy tự do đó. Ở Việt Nam thì khác, chúng ta sẵn sàng đánh đổi kinh tế để bảo vệ người dân, đúng không? Nếu chúng ta thả, chúng ta buông thì ai khỏe? Chính quyền khỏe, những cái người mà đang nhiều tháng trời đang ở tuyến đầu họ khỏe, họ được về nhà với gia đình, với vợ con, đúng không? Họ không phải đối mặt với vất vả, với hiểm nguy. Nhưng mà tại sao họ lại phải chọn cái con đường đối mặt? Bởi vì đồng bào, vì nhân dân. Chứ bây giờ buông ra kệ ai sống ai chết thì khỏe rồi, họ rất là khỏe, chính quyền khỏe, không có đau đầu, không có nặng đầu đó, không phải nghĩ ra phương án này chiến lược nọ để mà khống chế dịch. Cái bọn vô ơn nó không bao giờ biết điều đó, cái tư tưởng nằm ngửa ăn sẵn nó có sẵn, nó đòi hỏi, trong khi nhà nước biết bao nhiêu, lo biết bao nhiêu thì khác, đâu phải chỉ là tiền vaccine nó hỗ trợ này kia, bao nhiêu thứ khác, nhưng mà nó luôn đòi hỏi, trong khi thuế này thì không bao giờ đóng cho nhà nước một đồng. Nhiều thằng lắm, mình lên mình hỏi mày, mày gia đình mày, dòng họ nhà mày nè, có ai ủng hộ vaccine đồng nào không? Đâu có chứng minh được, ủng hộ dễ lắm, có tin nhắn đưa ra là chứng minh là tôi có ủng hộ nè, đúng không? Nhưng mà không có thằng nào lên mạng đòi hỏi kêu gào mà có ủng hộ. Mình chỉ cần chứng minh đi, chỉ cần ủng hộ 50.000, 100.000 cũng được, cả họ nhà mày luôn, nhưng mà không có đứa nào. Nhưng mà khi không có, không thiếu thì đòi hỏi phải vaccine Mỹ nè, đó. Đó. Lương thực là phải ăn cái này ăn cái kia nè. Đất nước này cái dạng đó mà nó còn nhiều quá thì thật sự là bi kịch, nhưng cũng may là không có nhiều, không một số thôi chứ không phải là nhiều. Chứ nếu mà một cái đất nước mà toàn những cái kẻ mà thích nằm ngửa ăn sẵn như vậy thì làm sao phát triển được, làm sao tồn tại được? Bởi vậy ta là cứ cứ mơ ước là có cái cuộc sống giàu sang không mà khổ nổi. Em hỏi là có dự kiến là để dự tính toán là làm ăn cái nghề ngành nghề nào hay là đầu tư vào đâu không, thì không có cái gì hết. Vậy giàu chỗ nào, làm sao giàu, khổ thật. Bất tài vô dụng nha, đã bất tài vô dụng thì ở Việt Nam hay ở Mỹ hay ở Trung Quốc hay ở châu Âu thì cũng là một cái thằng bất tài vô dụng và không làm được cái việc gì hết. Ở Qua Việt đó Nam còn còn có thảm thể hơn. bán vé số hay là làm những việc lao động chân tay, còn qua bên các nước đó thì chỉ có hâm lam, sống sống nhờ cái bố thí của người khác, và đó là cái tự hào đó hả, tự hào của những cái kẻ thích nằm ngửa ăn sẵn. Mình bây giờ không cần biết Việt Nam chống dịch như thế nào ha, thì cứ nhìn những cái con số đấy, mặc dù chúng ta đang đối mặt, đúng không, chúng ta đang đối mặt với đại dịch, so với ở Việt Nam, so với những cái kỳ dịch trước, đợt dịch trước thì chúng ta bây giờ chúng ta nó nhiều hơn, nhiều hơn nhiều, nhưng mà chúng ta so với thế giới thì chả là cái gì hết. So với cái nước mà cái đám ma quay nó thần tượng là nước Mỹ đó. Bây giờ mà một ngày 2.000 người chết
hiện tại bây giờ. Trong khi chúng ta khoảng 200-300 người chết thì tụi nó lên, tụi nó ẵn giống như là sắp tận thế rồi. Sắp tận thế rồi. Trong khi nước Mỹ một ngày 2.000, chúng ta so vậy thì hơi khập khiễng, mà chúng ta so tỷ lệ dân. Việt Nam gần 100 triệu, Mỹ 330 triệu. Mỹ gấp 3,5 lần Việt Nam, trong khi người chết gấp bao nhiêu? Gấp 10 lần. Thì cái nào, nước nào hơn? Đúng không? Nước nào là đáng sống hơn? Đó. Nước nào cái tính mạng con người được coi trọng hơn? Nó phải gấp mấy chục lần, nó gần 700.000 người chết. Thì tổng con số là gần 700, nhưng mà hiện tại một ngày là 2.000, hơn 2.000 rồi. À. Kỷ lục rồi, ngày hôm qua là hơn 2.000 rồi. Trong khi là một cái nước sản xuất ra vaccine, đúng không? Đó là chích rất là nhiều rồi đó. Trong khi Việt Nam là... Cho nên là thấy là được mình á, là vaccine với 5K là hoàn toàn hợp lệ, đúng không? Rất là khoa học đó. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy cái mặt dịch thì nước nào cũng phải đối mặt, và nước nào cũng có người chết, nước nào cũng có người nhiễm. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy những cái mặt tích cực ở Việt Nam, và chúng ta còn ngồi đây, còn lên phay, còn chửi chính quyền, chửi đảng, chửi nhà nước thì cảm ơn đi, là vì chưa chết, đúng không? Nếu mà ở các cái nước kia liệu còn sống để mà lên thay chữ chính quyền không? Mình cứ nhìn đi, nước Mỹ nè, Brazil, Ấn Độ, Indo đó, chết mà không có chỗ chôn. Đó là cái cảnh mà không ai mong muốn, mình không muốn nói đến. Nhưng mà những cái kẻ mà chống phá thì nó luôn luôn nhân cái việc mà chúng ta bị dịch, không phải riêng Việt Nam, là bắt đầu nó lên, nó ăn, nó sủa, nó chửi, nó xuyên tạc đủ thứ trò. Và đó mình gọi là cái gì? Những con ác quỷ. Mình cũng không nghĩ tụi nó là người. Cái bộ phận, một bộ phận thôi. Còn, và mình, cái dịch này có một cái vấn đề mà mình thấy rất là chia sẻ với chính quyền cơ sở, là những cái người tổ trưởng họ rất khổ, họ rất vất vả luôn. Tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân, mọi thứ hỗ trợ hay không hỗ trợ, người này không hỗ trợ người kia, họ đều kéo đến nhà tổ trưởng họ kiếm chuyện chính ngay cái chỗ tôi ở này. Và cái chị tổ trưởng này là một cái người rất năng nổ, nhiệt tình, năng nổ lắm. Từ đầu dịch tới giờ vận động rất nhiều lần các mạnh thường quân là gạo rồi lương thực, nhưng mà bao nhiêu cho đủ. Rồi những kẻ khác, cái người thì người có, người nhiều nhất, tại vì chúng ta có người giàu người nghèo, cho nên chúng ta phải ưu tư người nghèo. Những cái kẻ kia không có là bắt đầu kiếm chuyện, rồi tới kéo tới nhà người, cái chị tổ trưởng đòi y như đòi nợ, và sao cuối cùng chị phải từ chức, phải bỏ luôn, phải xin nghỉ. Đó là một cái vấn đề rất là thấy là rất là bức xúc, vì họ làm những cái công việc đó một tháng có mấy trăm ngàn trợ cấp thôi, phụ cấp thôi, cái đó không phải gọi là lương nữa, đó là hỗ trợ cho tiền xăng, tiền đi lại thôi. Bữa có cái clip Văn Lâm mấy đó, anh Văn Lâm chia sẻ có 900.000 mà hai người, 950.000 cho hai người, mà trong đó khi nào mà ở trong tổ đó mà có người ốm đau gì ấy, cũng phải trích tiền ra là đi thăm hỏi người ta nữa kìa. Rồi mà có hai người tổ trưởng, thì tổ trưởng không biết khoảng 500.000 gì đó, mà mình nghĩ 500.000 một tháng thì là bao nhiêu, mua được cái gì? Thì họ làm vì trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với cộng đồng, chứ không phải vì lương. Nếu mà làm vì lương thì không ai làm, đúng không? Không ai làm. Nhưng mà cái người dân, nhiều người họ không có hiểu được, họ cứ nghĩ làm chắc là nhiều lương, nhiều tiền, rồi một bất cứ vấn đề lớn nhỏ xảy ra xong khu dân cư đều tới kéo tới là gây áp lực, đòi hỏi này kia, giống như đòi nợ, và người ta không chịu nổi, người ta nghĩ
Em nghĩ là ở phường rất là mình có những cái rất là bức xúc. Ở phường cần phải có những cái biện pháp để bảo vệ những cái người đó, chứ không phải là chúng ta cứ đòi hỏi cái gì mà vận động thôi chứ sao. Bây giờ thí dụ như tiền cũng muốn tăng cho người ta, nhưng mà chúng ta kinh tế thì còn chưa có phát triển mà. Đúng không? Nó là thuộc quy gọi là nó là quy chế nữa. Muốn này nhiều hơn cũng khó, mà nhiều bao nhiêu cho đủ, 1 triệu tôi thấy cũng không đủ nữa, gấp đôi cũng chưa đủ. Cái tổ nhân dân là cái nơi mà tất cả mọi việc của nhân dân họ đều chào ngay theo, họ đến từng nhà. Mùa dịch này là cứ đến từng nhà phát cái này cái kia, thông báo này nọ, rồi những cái phiếu mà test nhanh này kia. Tôi vừa rồi nhận đây nè, mới nhận cái phiếu là chiều nay test mà trời mưa nè, test lần này là lần thứ 5 rồi nè, đó test nhanh đó. Mặc dù là chích 2 mũi nha, chích 2 mũi vaccine tàu rồi nha, nhưng mà vẫn test mỗi gia đình 1 người đó. Nhưng mà chiều nay mưa cho nên là họ không đi, hay ngày mai đó chúng ta thấy đó. Đây là tới phát rồi, kêu gọi nhân dân là mỗi nhà, đó là tổ trưởng người ta phát. Em ở dưới đây mình test 2 lần mới có, từ đầu giờ có 2 lần mà đó, mới đăng ký mới đăng ký chiếc vaccine rồi, nhưng mà chưa có, chắc phải chờ ở mấy tỉnh ở đó thì chắc là sau phân bổ sắp tới có 20 triệu liều, chắc sẽ phân bổ tới các tỉnh phía dưới đó. Còn thành phố Hồ Chí Minh em hy vọng vậy, thì gần như chết cũng gần giờ chưa được chết đó. Ta đang về Đồng Nai rồi đi ra vui chơi và nhảy múa với anh em rồi, chứ không mà ở chỗ hoài cũng quả đó. Thì chiếc có kháng thể thì nó đỡ, mình không có sợ nữa. Nói chung là vậy, chung là bây giờ cần phải có cái gọi là hộ chiếu vaccine, mình gọi hộ chiếu đó, để làm sao để những cái kẻ mà tẩy chay vaccine nó phải biết được là không chích nó sẽ thiệt thòi như thế nào. Ngoài cái nguy cơ bệnh ra thì không có cái giấy tờ đó, mình gọi chung là cái hộ chiếu thì không được đi đâu hết, không cho vô siêu thị, không cho vô những nơi công cộng đó. Rồi đi xe cũng không được, đi máy bay không được, đi tàu không được, thì lúc đó nó mới sáng mắt ra, nó tẩy chay vaccine. Tẩy chay toàn là những cái người chống phá, với lại gì kém hiểu biết, nghe cái tụi nó xuyên tạc bị đặt. Tẩy chay vaccine, chết vaccine tàu có ai chết không? Chả thấy ai chết. Không à, em ao ước là được như anh á, mà còn giờ chưa được mũi nào. Hai mũi Verocell rồi nè, không hề sốt, không hề gì hết, bình thường đâu. Bùi Tùng cũng vậy, anh với Bùi Tùng chết chung chỗ đó. Em còn chờ đợi khi nào mà tuyên bố bỏ giãn cách, không dám đi. Thằng em anh á, nó nói là nó gọi điện cho anh, thằng em mà em không phải là ruột thịt đâu. Em nó kêu là anh đừng chích vaccine Trung Quốc, để em liên lạc ha, có người quen là chích vaccine, gọi là vaccine của Mỹ á, trước. Và anh lặng lẽ anh đi chích vaccine Trung Quốc để làm gì? Để anh chứng minh cho nó thấy là vaccine Trung Quốc không có chết đó. Anh chích xong anh mới nói đây nè, chích rồi nè. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh này, cái mà ngấm ngầm nó tuyên truyền ở trong nội bộ nhân dân rất là nhiều. Gọi ghê lắm, mấy thầy có đâu thì trong nhà mình nói rồi, Bùi Tùng, gia đình Bùi Tùng cũng vậy. Chính xác rồi, mình là cái người đi chích để mình chứng minh cho những người vậy thôi. Ai mà chanh đi á chứ đâu phải. Bye bye rồi. Chúc sức khỏe chị em nha, tạm biệt.